Đặc biệt trong đợt ra quân lần này, lực lượng công an tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Về mở cao điểm đợt 2, công tác kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông cho cao điểm thực hiện trong thời gian 3 tháng từ ngày 20 tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 9 thì đơn vị đã tham mưu cho ban chỉ huy quận triển khai cái kế hoạch mà xử lý trong cái thời gian 3 tháng và tập trung vô là xử lý một số cái lỗi là về cái nồng độ cồn, chất kích thích. Cái thứ hai là cái xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng. Cái thứ ba là một số nhóm lỗi về tốc độ và những cái lỗi gây xung đột giữa xe mô tô và ô tô như là đi về làn đường, đi ngược chiều. Riêng với cán bộ chiến sĩ công an phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.